Các bạn có biết là việc đăng ký ghi danh một khóa học thì có đến 3 cách khác nhau để diễn đạt không? Sich für einen Kurs anmelden, einschreiben, eintragen. Ich möchte mich für den Kurs B2 anmelden, einschreiben, eintragen. Mà nhân tiện để nói vấn đề ghi danh khóa học ấy, thì lớp A1.1 đã chính thức tuyển sinh rồi nha các bạn. Lớp này dành cho ai? Những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Đức, những người mất gốc, muốn học lại tiếng Đức cơ bản từ đầu. Nó giúp gì cho các bạn? Thứ nhất, các bạn có thể xem đi xem lại video bài giảng, tu nhanh, chậm để luyện nói, phát âm, tùy vào tốc độ học và tiếp thu của các bạn. Thứ hai, những buổi live trên lớp chúng mình sẽ luyện nghe nói trực tiếp với những bản ghi âm mình tự thiết kế cùng với đồng nghiệp Đức để các bạn làm quen với ngữ điệu và tốc độ nói của người bản ngữ để tiếng Đức của các bạn thật và tự nhiên nhất có thể. Các bạn đăng ký lớp trực tiếp trên website phần lịch khai giảng nha. Khi lớp đủ sĩ số thì cổng đăng ký sẽ tự động đóng lại. Lớp 1, 2 và 5 sẽ khai giảng vào thứ tư tuần sau, mùng 9 tháng 8 lúc 20 giờ tối Việt Nam với buổi trò chuyện làm quen đầu tiên gọi là Kennenlernrunde. Bạn nào còn chưa kịp đăng ký thì hãy đăng ký ngay nhé.